Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ngoan, 29 tuổi và Nguyễn Văn Vẹn, 37 tuổi, cùng ngụ ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Bước đầu, Ngoan và Vẹn khai nhận rạng sáng ngày 13 tháng 8, khi đang nhậu nhưng hết mồi, cả hai vào vườn quốc gia U Minh Thượng săn bắt chim. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 8, lực lượng tuần tra của vườn quốc gia U Minh Thượng phát hiện và bắt giữ Hồ Văn Ngoan cùng bao tải nặng 37,5 kg. Bên trong chứa 35 cá thể động vật, gồm diệt lửa, còng cọc, diệt xám, cò trắng. Đáng chú ý, trong đó có 6 cá thể chim cổ rắn, còn gọi là điên điển, là loài thú nguy cấp quý hiếm. Thuộc nhóm 1-1B được quy định trong sách đỏ Việt Nam, lực lượng tuần tra của vườn quốc gia U Minh Thượng đã lập biên bản và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho công an huyện U Minh Thượng điều tra xử lý theo quy định.